Ôi hàng cây xanh thắm rơi mái trường mến yêu, có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Thì bình minh nghe xa. Anh nào ơi rồi anh ạ. Ui, hát thế này thì thi thố cái gì, cứ đi về. Đi về đi. Nha, cầm cặp kìa. Cầm nhanh cái vỏ đạn, nhanh. Hát đi cả họ. Vung là cái đồ bánh bèo. Còn tí tao bỏ cô Kiều kinh ngỏm lên. Này cô Kiều kia, bị đuổi ra đấy rồi mà còn lắm mồm à? Dạ, không à. Sao lại đấy? Anh đang học. Thế là thấy cái con ong nó đậu ở đùi con bé bàn trên á, anh mới nhanh tay cầm cả cái bàn tay này đập vào đùi nó. Thế là hàng năm vết đầu con tay ở đấy, cô giáo đuổi ra đấy. Ui dồi ôi, thế con ong có bị làm sao không anh? Không hiểu sao hàng hẳn năm đầu con tay lên đùi nó rồi mà con ong không chết chứ. Thế mới bực chứ. Ơ, cái thằng này, tao đã ra đây tao nhờ mà chép bài mày không chép mà ra đây làm cái gì? Chính vì em chép bài đại ca ấy, cô bắt phạt ra đây. Cái gì á? Cô bắt phạt ra đây. Môn toán mà cũng tính vở sạch chứ đẹp luôn à? Thôi, anh em đồng cam cộng khổ. Ôi, thật thế. Mấy người khinh ghế với tôi bảo. Để em. Đi. Đây đây, bà ngồi xuống đây kể cho tôi nghe đi lên. Má thế này tôi khỏi chứ. Bà đi lên. Tôi nghe nói ạ, ông ấy tên là Tuấn Anh, con của thầy hiệu trưởng trường mình, đẹp trai, nhà giàu, đi ô tô, tóm lại là mọi thứ quá hoàn hảo. Nhưng mà sao hắn ta lại ở đây? Mấy người có nhớ cái vụ chia tay ở công viên hôm trước không? À, thì con bé đấy là người yêu cũ của ông này. Ừ. Vì chia tay mà lại học cùng lớp. À, chia tay xong cái á, ông ấy chuyển luôn sang trường mình học rồi đấy. Ừ. Thật đó. Ừ. Này này, chúng mày nhìn con Kiều à, nó sắp sướng phát điên lên rồi đấy. Đại ca, đại ca, thầy có vẻ hống hách ấy. Đại ca cần em ra xử lý nó không? Này cứ bình tĩnh. Nhìn cái tướng thằng này á, chỉ một mình con Kiều thôi là nó đủ xanh mắt lên rồi. Mà mình động vào nó làm cái gì? Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Con hiệu trưởng đấy. Kiểu này á, các con sói trường ta lại thi nhau vây bắt Kiều non rồi. Mắt nhìn chả. Xấu lại còn điên. À, nhục. Giờ tay đi vào lớp đi. Về. Oh,
này này, anh có tin vào cái chuyện tình Romeo và Juliet không? Là như nào? Anh chưa hiểu. Thì cái cảnh mà nàng Juliet treo cửa sổ xong rồi trốn bố mẹ đi gặp bằng việc Romeo ấy. Anh thì anh nhìn cái kiểu trong cái bộ dạng kia nhá, anh lại tưởng tượng nó như kiểu anh tưởng tượng ra con chó đang mặc váy ấy. Hoặc là nó giống với con gà đang đội nón ấy. Ui, nó ngã kìa. Thôi, nó đi. Thì anh đưa bà Thanh nhìn tôi xem kìa. Không hoa đâu. Ủa, khép cái chân vào, đặt bà con gái dạng ra. Khép vào. Anh Đức, anh nhìn em có xinh không? Nhìn mày á, xinh. Nhìn này, như con điên này. Kệ mọi người đấy. Em á, em sẽ phải khiến anh Tuấn này phải nghiêng ngả vì cái nhan sắc này của em. Thôi, đi học. Mà này, liệu có phải cõng Kiều đi học không đây? Không cần, em đi được. Rồi, đi. Mọi người cứ đi trước đi. Đi. Úi trời. Mình quyết định chuyển về trường này cũng là hợp lý chứ nhỉ? Khuôn viên trường này cũng khá là đẹp. Nhặt chúng mình không? Này! Dạ anh Tuấn Anh đang làm gì đấy ạ? Alo? Thuộc cái bài tới đây thi văn nghệ chưa? Em thuộc rồi, có gì đâu. Chỉ sợ cái kiểu nó không thuộc. Này, ê xìa, làm cái gì mà khó chịu thế? Có đi chơi với bọn này không? Bọn này á, cũng bắn bèo lắm á. Một ngày chị Đại làm con gái thấy thế nào? Nữ tính như thế, liệu có ổn không? Đúng là khó chịu thật. Và tôi mà tán được á thì biết tay tôi ạ. Thôi, cứ bình tĩnh, kiểu gì chả tán được. Ôi, chào anh chị. Alo. Cái gì á? Thằng Un con nào dám động đến đàn em của tao? Được rồi. Mày ở im chỗ đấy. Bọn anh ra xem nó là thằng nào. Có trò cho mày chơi đấy, kiểu khổng lồ. Lại được đánh nhau à? Đúng. Đi thôi. Ôi nhầm. Đằng sau. Ui. Đi. Phân đấy. Đâu? Thằng nào? Thằng nào động đàn em tao? Tao! Kêu khổng lồ! Idol của giới trẻ! Không đàn em thằng nào! Một mình tao chấm hết! Sẽ sao đại ca? Không phải Thảo đâu. Là con bé có cái nickname công chúa bóng bóng ấy. Cái gì? Sao mày lại va phải cái con bé đấy? Ôi dồi ôi! Hôm trước á, tao bắt được đồ của nó. Nó theo tao về tận nhà kìa. Mà bây giờ á, nào nó cũng mang bánh cuốn mới chặt sữa đến cho tao ăn. Ui ui, thế tôi bây giờ làm thế nào? Nó đến rồi. Ui dồi ôi, bây giờ anh bảo nhá, hai đứa mày ra đằng trước kia đánh lạc hướng nó, để anh miên câu trốn đi không chết. Thôi được rồi, hai người náo kỹ đi nhá, náo kỹ vào đấy. Ừ. Còn mày đấy tình lắm. Thôi được rồi, nhóm mai nhóm vào em đi mỗi chơi điện tử đấy. Đi. Thằng Công đâu rồi? Mày ra đây cho chế. Hôm nay á, chế phải quyết xuống chết với mày. Thằng này. Công đâu? Mày ra đây. Này, bà làm cái gì mà cứ sồn sồn lên đấy? Tìm thằng Công làm cái gì? Nó dám nói anh Đức của chế xấu với lại BD. Lại nói chế
không hợp gu với anh ý. Thằng Công đâu? Thằng Công đâu? Mày mau ra đây. Ôi, Công với anh Đức á, về lâu rồi. Lại còn cười nữa à? Rõ ràng là đằng sau có người. Tránh ra để chế xem. Ê, Công đã bảo là về rồi. Định bao che à? Nếu mà không cho chế tìm, chế vận công. Dạ. Rồi thôi, mày cứ ngồi im đấy. Đấy. Mày cứ ngồi im đấy, tao giả vờ đi vệ sinh thôi. Không thật được đâu. Cẩn thận im của nó phát hiện. Tao sắp không chịu được rồi. Cả ơi, các bạn làm giả sao đại ca lại làm thật thế này? Thôi mày cố chịu đi, anh sắp hết rồi. Chú này uống có 2 lít nước thôi, cố chịu đi. Ui, đại ca ơi, mùi hôi lắm, em không chịu nữa đâu, em đi ra đây. Ui, con công chúa bong bóng nó vào rồi, chạy, 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 chạy.